Vương Nhật. Và chúng ta sẽ gặp lại với Vương Nhật sau một phút, hai phút nữa thôi. Ngay sau đây, vì Hương Như nói đám cưới mà không hát những cái bài hát buồn được, cho nên là Hương Như hát những bài vui, những bài sôi động. Và nếu mà muốn nghe những bài xin lỗi tình yêu này kia, các kiểu nào đau khổ, vất vả, thì xin mình qua tin độ. Hương sẽ chơi cái đấy, cái đấy sau, đặt tin luôn. Còn bây giờ bài hát nhẹ nhàng giữa chương hạnh phúc trước khi đến cái phần biểu diễn đặc biệt hai người các bài khác nữa, thì mời quý vị lắng nghe bài hát mang tên Thao Thức Vì Em.